Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang căng như dây đàn không khác gì những ngày tận thế. Khi đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc, làm tan hoang một khoảng trời và làm sập 1,4 căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế mang tên là Bắc Kinh. Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bắc Kinh cũng đã bị sét đánh hỏng mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài Biển Đông, bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động, cây cối bị quật đổ. Lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập, toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, điện đường, trường trạm bị ngập lụt và bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 80 triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói quả mướp di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Trong số đó có khoảng gần 3 triệu người dân của Trung Quốc đang tập trung rất đông ở cửa khẩu Móng Cái Quảng Ninh, cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Hà Giang của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta nhất quyết không mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang, bởi vì dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại. Nếu như bây giờ cửa khẩu của Việt Nam mở cửa để cho người Trung Quốc tràn sang thì dịch bệnh lây nhiễm là hết sức phức tạp và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng Việt Nam đang đóng cửa biên giới và cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà biên giới Việt Nam vẫn được các lực lượng chức năng, lực lượng bộ đội biên phòng canh giữ 24/24 để cấm cửa người Trung Quốc tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột. Tuy nhiên, Trung Quốc đang lực bất tòng tâm bởi vì Mẹ Thiên Nhiên và Đức Chúa Trời được cho vẫn đang trút những cơn mưa to đến, rất to để trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 7 cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 4 đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Mekong đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm 4 cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 tới 6 mét, nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Hiện cơ quan cảnh báo động đất, lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền cùng người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp, bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm về rạng sáng, bão số 4 còn gây mưa, gió giật tới cấp 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ vào. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Phố Hán. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ không chịu được sức ép kinh khủng này, và nếu như không chịu được cơn bão số 4 tàn phá, đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đang mải mê cho quân đội của nước này chinh chiến ở ngoài Biển Đông cũng phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 24 tiểu đoàn cùng 50 tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 67 mặt trời không xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này. Thay vào đó là những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh, làm cho Trung Quốc đã tồi tệ rồi nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Hiện các lực lượng chức năng đang cho phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc, bởi vì những tuyến đê bao tại thủ đô Bắc Kinh cũng như xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đưa tin những hình ảnh kinh ngạc mà bão số 4 đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng bị lũ cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong bão số 4. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão số 4 mang theo gió mạnh mạnh giật tới cấp 17, tương đương với 140 km/h. Ở tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm kia. Đây là thời gian mà người dân của Trung Quốc đang nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà thiệt hại cũng như thương vong xảy ra là rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão số 4 là 110 m/h, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão số 4 của Trung Quốc trong năm nay đã khiến hơn 38.000 người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Đáng chú ý, thác núi An Giam, một trong 4 thác núi lớn nhất ở Trung Quốc, đã chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong cơn bão số 4. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội mà phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão số 4 tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã đưa rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão số 4 đã tàn phá 29 tỉnh thành của Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng tàu chiến của Trung Quốc được cho là vẫn đang gây hấn với cả Mỹ ở ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm và eo biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt, mưa bão đang hoành hoành tại đất liền của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, từ đầu năm tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ mà dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị, thay cho thế giới. Theo các chuyên gia thì con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng nếu tình hình mưa bão vẫn cứ tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở và vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Và chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng như là lớn nhất của thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Kính thưa quý vị, hàng chục người nghi thiệt mạng khi mưa lũ làm ngập một đường hầm đông xe ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hồi đầu tuần, nước dâng ngập hầm chỉ trong vài phút khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Truyền thông Trung Quốc đưa tin chính quyền thành phố Trịnh Châu đang nỗ lực rút nước khỏi đường hầm Đinh Quang, nơi hàng trăm xe cộ bị mắc kẹt do lũ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trong suốt 2 ngày qua, nhiều đoạn của đường hầm vẫn bị ngập hơn 2 mét, dự kiến phải mất thêm 1 ngày để rút toàn bộ số nước. Dù chính quyền chưa công bố số người thiệt mạng bên trong đường hầm, đã có nhiều thông tin tìm kiếm người thân của những người mắc kẹt. Theo báo South China Morning Post, đường hầm Đinh Quang đi qua một khu vực trung tâm đông đúc của thành phố 1,2 triệu dân Trịnh Châu và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mùa mưa. Theo thông báo từ chính quyền, đến nay đã có ít nhất 56 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong đợt lũ ngàn năm có một ở Hà Nam. Hơn 585.000 người đã di tản tránh lũ trong khi chính quyền giúp di tản hơn 919.000 người. Tổng cộng 7,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ, cao hơn gấp đôi so với ước tính 3 triệu người hồi giữa tuần. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3, mức cao thứ 3. Đối với cơn bão này, hơn 100 chuyến tàu đi qua khu vực cũng đã bị hủy bỏ. Theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên và bảo tàng. Đồng thời, người dân được cảnh báo dừng các cuộc tụ tập quy mô lớn ngoài trời và ở trong nhà. Tất cả bến tàu hàng tại Cảng Dương Sơn ở phía nam Thượng Hải cũng bị đóng cửa. 150 tàu, bao gồm cả tàu chở khách và tàu chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Bão Infa hướng tới Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này vẫn chưa thu dọn xong hậu quả của trận lũ lụt trong tuần này. Trận lũ lụt lịch sử trên khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại cơ sở hạ tầng. Hàng triệu người đã bị lũ lụt ảnh hưởng, một số người bị mắc kẹt, không có thức ăn hoặc nước uống trong nhiều ngày. Hơn 495.000 người đã phải sơ tán. Theo chính quyền Hà Nam, trận lụt này gây thiệt hại đến hàng tỷ USD. Thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã phải hứng lượng mưa bằng với lượng mưa cả năm chỉ trong 3 ngày. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một đoàn tàu điện ngầm tại đây do nước lũ khiến hành khách bị kẹt trong toa tàu. Theo truyền thông Trung Quốc, bão Infa có thể tiếp tục gây ra mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Mưa lớn liên tục của Trung Quốc đã gây ra thảm họa thiên tai lũ lụt khắp nơi, ra thông báo khẩn cấp. Đập Tam Hiệp một lần nữa lại toàn lực xả lũ, càng khiến cho lưu vực sông Dương Tử lũ lụt tràn lan. Vừa qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về tình hình lũ lụt ở Tam Hiệp với tiêu đề Đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Cư dân mạng chế giễu rằng đây là điều mà các bác sĩ thường nói với gia đình bệnh nhân. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Điều này tương đương với việc đưa ra phán quyết tử hình cho Đập Tam Hiệp.
do mực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng, con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và tới ngày hôm thứ Ba vừa qua, mực nước đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 29,23m, vượt mức cảnh báo 2m và cách mực nước đảm bảo là 29,73m, chỉ 0,5m. Chòi ngắm sông ở Nghi Sương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh. Và cùng ngày, Bộ Chỉ huy Kiểm soát Lũ lụt Vũ Hán tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện quản lý khép kín các bãi sông Hán Khẩu, Vũ Sương, Hàn Dương. Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn rất nhiều so với mặt đường dọc theo sông Dương Tử. Sông Dương Tử đã trở thành một dòng sông lơ lửng tại Vũ Hán. Cư dân mạng đều cho rằng do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày toàn lực xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ lưu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo tin của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào lúc 14 giờ ngày hôm thứ Sáu, lưu lượng chảy của hồ chứa Tam Hiệp đạt 46.000 m3 trên giây, gấp đôi so với lúc 14 giờ ngày hôm trước. Mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp vượt qua giới hạn 4m, đạt tới 149m. Vì vậy, vào ngày hôm qua, đập Tam Hiệp lại tiếp tục xả lũ. Tổng quản lý phòng chống lũ sông Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp xuống trung bình 40.000 m3 mỗi giây, mỗi ngày. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 53.000 m3 trên giây và tăng lên 56.000 m3 trên giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã một lần nữa toàn lực xả lũ, nhưng mực nước vẫn tăng vọt liên tục. Kể từ ngày hôm nay, mực nước của Tam Hiệp đã vượt quá 154m. Nói cách khác, khi đỉnh lũ còn chưa thực sự tới thì mực nước đã tăng thêm 5m. Tuy nhiên, mùa lũ đã vào cuối vụ mà đập Tam Hiệp vẫn đang bị đe dọa từng khắc. Hôm nay, CCTV đã đưa tin về tình hình lũ lụt của Tam Hiệp với tiêu đề đập Tam Hiệp đã làm hết sức, xin hãy ngừng chỉ trích nó. Hãng NTD thì đưa tít xin lỗi đập Tam Hiệp đã làm hết sức rồi. Nội dung bài viết về cơ bản là giống nhau và đều nói rằng đập Tam Hiệp lần này gặp họa lớn. Lần này đập Tam Hiệp cũng đành bó tay bất lực. Tại 52 con sông ở 8 tỉnh đã phát sinh mực nước trên mức cảnh báo lũ, người dân Hồ Bắc thực sự khó khăn trong năm nay. Dịch bệnh khiến họ bị phong tỏa ở nhà, bây giờ trở lại mưa bão. Vụ mùa đã bị ngập úng trong nhiều ngày, sau khi nước rút, mùa màng sẽ bị chết mất hơn nửa, chưa kể đến việc nuôi trồng thủy sản. Bài báo ngụy biện rằng đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình, xin hãy ngừng chỉ trích nó. Đập Tam Hiệp đã ngăn chặn lũ lụt do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử vài tuần qua nên mới bảo vệ được hạ lưu. Tuy nhiên gần đây ở Giang Tây, An Huy và những nơi khác lại có mưa to và đó là trận mưa lớn hiếm có hơn 100 năm qua. Lần này mưa xuất hiện là ở vùng hạ lưu, dù Tam Hiệp có vĩ đại đến đâu nó cũng không thể ngăn nổi. Các bài báo nói rằng đập Tam Hiệp có thể lưu trữ hàng chục tỷ mét khối nước, đồng thời nó cũng gây ra một số lo ngại về lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng nếu đập bị vỡ, nhiều thành phố ở hạ lưu sẽ bị chìm trong nước. Nếu toàn tuyến đập Tam Hiệp bị sập, hồ chứa trị giá hàng chục tỷ sẽ trôi theo dòng nước lũ và tốc độ dòng nước sẽ cao tới 120 km/h. Như vậy, sau 4 giờ, đồng bằng Giang Hán, Hồ Bắc, Kinh Châu, Nghi Sương và các khu vực khác sẽ bị ngập. Sau 10 tiếng, lũ sẽ có thể đổ vào Vũ Hán. Trong 24 tiếng sẽ đổ vào Nam Kinh, lúc đó tổn thất sẽ không thể ước đoán được. Bài báo nói rằng không thể chỉ đổ lỗi cho một mình công trình. Đập Tam Hiệp đã làm hết sức mình. Điều khủng khiếp nhất trên thế giới là bác sĩ nói với gia đình rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chuẩn bị cho sự đầu hàng trước lũ lụt, bắt đầu đổ lỗi, bây giờ thì nói đã làm hết sức. Lúc đầu họ nói công trình có thể ứng phó với trận mưa lũ 10.000 năm mới có một lần, rồi sau đó nói là 1.000 năm, rồi lại nói là 100 năm và gần đây thì nói không nên ký thác quá nhiều hy vọng, vì vậy bây giờ nói là cần từ bỏ đi. Ngay từ tháng 7 năm ngoái, một người dùng Twitter đã tiết lộ rằng đập Tam Hiệp đã bị biến dạng và có nguy cơ vỡ, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc lâm vào cảnh lầm than và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ bị diệt vong. Tin tức này đã làm dấy lên mối lo ngại và sự chú ý của cư dân mạng trong và ngoài nước. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng con đập xác thực có biến dạng nhưng ở trạng thái đàn hồi.
Nhưng một nghi vấn đặt ra không thể bỏ qua là phải có chính quyền đang che đậy điều gì. Trước và sau khi hoàn thành tam hiệp, dường như luôn che giấu một tội ác khó có thể tiết lộ. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cấm tất cả các cuộc điều tra và biến một vấn đề liên quan đến mạng sống của hàng trăm triệu người dân thành một vùng cấm. Năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đập tam hiệp là một con đập vững chắc có thể chịu được lũ lụt 10.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2007, đổi thành ngăn lũ 1.000 năm xuất hiện một lần. Năm 2008 lại nói rằng nó có thể chịu được lũ lụt 100 năm xuất hiện một lần. Cuối cùng vào năm 2010, nó đã được cho là có thể ngăn lũ lụt trong 20 năm xuất hiện một lần. Có thể nói là thông tin đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi hết lần này đến lần khác. Vào thời điểm đó, CCTV cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp bị hạn chế và không nên đặt hết hy vọng vào con đập. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu khởi công dự án Tam Hiệp, các vấn đề về chất lượng liên tục được báo cáo. Trước khi hồ chứa Tam Hiệp đưa vào sử dụng năm 2003, Tổ nghiệm thu công trình Tam Hiệp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phát hiện hơn 80 vết nứt trên bề mặt đập. Từ năm 2008 đến năm 2012, đã có 401 mối nguy hiểm về địa chất xảy ra trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, hàng năm thường có khí hậu bất thường, những thảm họa như động đất, hạn hán, nhiệt độ cao, lũ lụt lần lượt kéo đến và hồ Bà Dương thì gần như đã khô cạn. Hàng triệu người trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp cũng đã trở thành những nhóm người thực sự chịu thiệt thòi, bởi vậy số lượng thư khiếu nại cầu cứu mỗi năm cao hơn tới 85.000 lượt, vẫn tiếp tục không suy giảm sau mỗi năm. Trong nhật ký Tam Hiệp do cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng xuất bản đã bị Giang Trạch Dân ném ra ngoài và nói, sau năm 1989, tất cả các quyết định lớn về công trình Tam Hiệp đều do Giang Trạch Dân đưa ra. Tại lễ kỷ niệm hoàn thành công trình Tam Hiệp năm 2009, không có nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào đến chúc mừng. Đây là điều vô cùng hiếm thấy. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Quân ủy Trung ương đã triển khai 4.600 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của Tam Hiệp. Điều này đủ để tiết lộ những nguy hiểm tiềm ẩn của công trình Tam Hiệp. Thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu xây dựng con đập, đã có hơn 100 công nhân đã chết trong quá trình xây dựng kéo dài. Hồ chứa đã nhấn chìm hai thành phố, 114 thị trấn và 1.680 ngôi làng dọc theo bờ sông. Trong khi chính phủ hứa rằng con đập sẽ có thể bảo vệ các cộng đồng xung quanh hạ lưu, nhưng gần đây lưu vực sông Dương Tử có lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 62 năm, khiến sông và nhiều phụ lưu của nó bị ngập trong nước, lũ lụt. Hơn 168 người đã chết và mất tích, 3,67 triệu cư dân phải di rời và 54,8 triệu người bị ảnh hưởng, gây ra thiệt hại kinh tế 144 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ. Hàng vạn mẫu đất nông nghiệp màu mỡ vốn được sử dụng để trồng 40% ngũ cốc và 70% lúa gạo của nước này bị ảnh hưởng bởi dự án Tam Hiệp. Thống kê cho thấy có khoảng 74.000 mẫu đất nông nghiệp bao gồm cả đất màu mỡ gần sông đã bị mất và hồ chứa. Ngoài ra, 13 thành phố lớn, 140 thành phố và thị trấn nhỏ hơn, 1.352 ngôi làng, 1.600 nhà máy và 700 trường học cũng bị nhổ bởi dự án đập Tam Hiệp. Theo một nghiên cứu của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, trong 6 năm qua, khi hồ chứa được lấp đầy vào tháng 6 năm 2003, đã có 3.429 trận động đất được ghi nhận dọc theo hồ chứa. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ gần 10 tỷ đô la Mỹ cho công tác tái định cư, chiếm khoảng 40% chi phí của dự án đập Tam Hiệp. Theo BBC, các kiểm toán viên Trung Quốc cho biết số tiền hơn 30 triệu đô la Mỹ đã bị biển thủ từ các quỹ được cấp vào năm 2004 và 2005, đồng thời cảnh báo rằng con số tổng cộng thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Khoảng 1,4 triệu người đã phải di rời cho dự án đập lớn này. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cho biết họ tin rằng 272 triệu nhân dân tệ, tương đương 34,8 triệu đô la Mỹ, trong số 9,6 tỷ nhân dân tệ được phân bổ trong năm 2004 và 2005 đã bị chính quyền địa phương chiếm đoạt. Số tiền này lẽ ra phải được sử dụng cho việc cấp nhà ở, xây dựng và các dịch vụ khác như đào tạo việc làm liên quan đến việc tái định cư cho những người dân bị di rời. Thay vào đó, nó được dùng để trả các khoản nợ của các bộ phận khác, trả lương cho nhân viên, xây thêm văn phòng và nhà ở cho những người bên ngoài dự án tái định cư, văn phòng kiểm toán cho biết. Các kiểm toán viên cũng đã phát hiện ra các trường hợp trả lương cho công nhân không tồn tại và việc tăng chi phí xây dựng dự án một cách không cần thiết. Một phụ nữ nói với National Geographic,
chúng tôi phải nhận 600 đô la Mỹ một người để tái định cư. Chính quyền trung ương cấp tiền cho các quan chức cấp tỉnh của chúng tôi, rồi từ tỉnh chuyển sang quận và quận đưa cho các doanh nghiệp thành phố. Nhưng khi nó đi xuống từng cấp, mỗi quan chức sẽ cắt giảm khoản tiền. Ai biết được những gì sẽ còn lại vào thời điểm nó đến với chúng tôi. Theo một số ước tính, nạn tham nhũng đã tiêu tốn khoảng 12% ngân sách tái định cư. Một số người dân thuộc diện di rời được hứa khoản tiền 4.000 đô la Mỹ một người. Thực tế họ chỉ nhận được 1.000 đô la Mỹ một người. Sau khi bị khấu trừ tiền chuyển nhà, trả nhà mới và nhiều loại phí khác, còn có những trường hợp khác không được bồi thường hay giải thích về những gì đã xảy ra với tiền của họ, một nạn nhân nói với tờ Boston Globe. Thật là vô lý và chúng tôi đã đi từ cơ quan này sang cơ quan khác nhưng không ai quan tâm đến việc chúng tôi. Một khi đất đai của tôi ở dưới nước, tôi không biết mình sẽ làm gì sống sót. Một số người trong số này đã đưa vụ việc của họ trình báo lên chính quyền hoặc giới truyền thông và họ đã bị đánh đập bởi những kẻ côn đồ. Mưa lớn vẫn đang tiêu diệt ở miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong hơn một tháng qua. Đập Tam Hiệp đang xả nước khẩn cấp, khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao chóng mặt. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Thượng Hải đã biến thành thành phố trên biển. Đường phố biến thành sông và ở một số khu vực nước ngập tới cả mét. Lái xe giống như đang lái thuyền trên muôn trùng con sóng lớn. Hôm vừa qua, Thượng Hải tiếp tục bị những cơn mưa dữ dội tập kích. Lượng mưa trung bình lên tới hơn 120mm. Trong buổi sáng cùng ngày, Đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành màu vàng, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng cho tổ hợp mưa xối xả, gió mạnh, sấm sét, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Có cư dân mạng ở Thượng Hải mô tả, mưa lớn ở Thượng Hải giống như bầu trời bị thủng vậy, với tay một cái là hứng được cả một chậu nước rửa mặt. Mưa lớn cộng với mực nước trên sông Dương Tử tăng vọt là mực nước trên sông Hoàng Phố cũng tăng lên nhanh chóng. Hệ thống kiểm soát và thoát nước của Thượng Hải gần như mất hiệu lực nên gây ra ngập lụt khắp thành phố. Một video khác cho thấy quận Từ Hội, một trung tâm của Thượng Hải đã bị ngập lụt và đường phố đều biến thành sông, một số nơi nước ngập đến cả mét. Theo thông tin chính thức, trận hồng thủy lần này trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp và đang tiến về các thành phố ở hạ lưu. Do đập Tam Hiệp xả lũ để tự bảo vệ nên mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử đã tăng vọt. Vũ Hán, Kinh Châu, Ân Thi và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ngập lụt trong các ngày tiếp theo. Hiện tại, trận hồng thủy số 1 của sông Dương Tử vẫn chưa về đến Thượng Hải, nhưng có thể dự đoán là Thượng Hải cũng sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt rất nghiêm trọng. Trước đó, trên Internet đã có một cuộc thảo luận sôi nổi rằng năm nay lũ lụt tấn công khiến đập Tam Hiệp nguy cơ trùng trùng. Nếu như con đập bị vỡ, Thượng Hải sẽ biến thành thành phố trên biển. Để cứu vớt thể diện của công trình đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải xả lũ khẩn cấp để cứu đập, nhưng việc này lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho người dân ở các thành phố khu vực phía dưới hạ lưu. Dịch bệnh giờ lại thêm lũ lụt khiến người dân phải chịu nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời. Có cư dân mạng phàn nàn, có vẻ như toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã bị lũ lụt nhấn chìm mà không phải do vỡ đập. Các chuyên gia thì bác bỏ tin đồn và nói rằng con đập không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng ngay cả khi không có vấn đề gì, bị ngập đến nước này thì chính phủ cũng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng chứ. Có cư dân mạng còn chế giễu, lũ không ngập đến Trung Nam Hải là được rồi, đừng làm phiền chủ tịch tập nghỉ ngơi. Thưa quý vị, con đập khổng lồ nằm trên một phần thượng nguồn của sông Dương Tử và giúp ngăn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa khổng lồ, sau đó kiểm soát việc xả nước qua các cửa cống của nó. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175m và mùa hè nó dần dần hạ thấp xuống 145m để nhường chỗ cho nước lũ tràn vào. Nhưng đó không là gì so với khối lượng nước lũ có thể chảy vào đập trong những năm tồi tệ. Phan Xiao, một nhà địa chất Trung Quốc và là nhà phê bình lâu năm về con đập cho biết, một trận mưa lũ lớn sẽ mang đến hơn 244 tỷ mét khối nước, tức là khoảng gấp đôi thể tích của biển chết, có thể đi qua đập Tam Hiệp trong 2 tháng, theo tính toán của Phan. Khả năng chứa của hồ chứa của đập chỉ có thể xử lý khoảng 9% lượng đó. Nó giống như việc sử dụng một chiếc cốc nhỏ để xử lý một bồn nước lớn. Về mặt kiểm soát lũ lụt, chi phí của con đập chắc chắn cao hơn lợi nhuận thu được, ông Phan nói thêm. Đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Tính đến mùa thu năm 2007, đã có hơn 4.700 vụ sạt lở đất ở một số khu vực vách đá và núi dốc, và 1.000 địa phương đã được yêu cầu gia cố hoặc sơ tán.
Bắc Kinh đã có chính sách khuyến khích người dân sống ở các khu vực dễ bị tổn thương do sạt lở đất đai di chuyển đến các thành phố khác và đã phân bổ khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ cho việc tái định cư và xây dựng đội quân tiếp viện. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã được thảo luận từ những năm 1950. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra và ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hết sức trái ngược từ khi Mao Trạch Đông nhấn mạnh khẩu hiệu nhân định thắng thiên, tuyên bố cải tạo làm sạch sông Hoàng Hà đến khi Đặng Tiểu Bình nói rằng khởi động dự án có những vấn đề chính trị nhưng không khởi động thì còn nhiều vấn đề chính trị hơn, vì vậy vẫn phải khởi động. Ý kiến của ông Đặng rất rõ ràng, không chấp nhận ai đó bên ngoài đảng chống lại, càng nhiều người phản đối, càng phải kiên trì. Dự án đập Tam Hiệp còn được ủng hộ mạnh mẽ và tích cực thúc đẩy bởi hai lực lượng. Một là lực lượng làm điện lực đứng đầu là Thủ tướng Lý Bằng, hai là Bộ trưởng Thủy lợi Tiền Chính Anh và hệ thống liên quan. Sự hỗ trợ của hai lực lượng này để khởi động dự án Tam Hiệp cho thấy có một nền tảng của lợi ích ngành trong việc hình thành các chính sách. Có một điểm đáng lưu ý, hai nhiệm kỳ ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, xuất thân là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, kỹ sư thủy lợi nhưng ông không một lần đặt chân đến Tam Hiệp. Ông Phan Gia Chanh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của đập Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, cũng là tác giả của quyển sách Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể về giấc mơ khủng khiếp của mình, bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái môi trường. Tại đó, ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ bị can Phan Gia Chanh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo, dẫn đến địa ngục, phải chịu mọi cảnh đau đớn khôn nguôi. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Chanh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo về việc không phù hợp nếu xây dựng đập. Nhưng rồi được sự giúp đỡ giáo dục của chính quyền, sau đó ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án này. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị. Công trình Tam Hiệp đã hoàn thành với hậu quả xấu nhãn tiền. Theo tác giả Thierry Suyuan Jamie Debru, Bắc Kinh muốn chơi con bài chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc để thúc đẩy một biểu tượng về quang vinh vĩ đại với một dự án tương đương với Vạn Lý Trường Thành. Sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đòi hỏi phải tăng cường sản xuất điện và khả năng điều hướng tốt hơn dọc theo con sông lớn nhất Trung Quốc. Đó là những lý do được đưa ra trợ dự án đập Tam Hiệp. Các trí thức bất đồng chính kiến đã mạnh mẽ lên án dự án. Người nổi tiếng nhất là nhà báo Dai King, người đã vận động chống lại việc xây dựng con đập từ những năm 1980 trở đi, và cùng với việc phát hành cuốn sách Giấc mơ Dương Tử vào mùa xuân năm 1989, quy tụ 40 nhà khoa học, nhà kinh tế và nhà báo phản đối dự án. Điều này dẫn đến cho ông án tù 10 tháng, bao gồm 6 tháng biệt giam. Tại thời điểm xây đập, một số nhà môi trường cho rằng dự án có thể tiêu tốn tới 75 tỷ đô la Mỹ cho các vấn đề về môi trường. Trên thực tế, sông Dương Tử nhận hơn 1 tỷ tấn nước thải mỗi năm từ hơn 3.000 ngành công nghiệp và công ty khai thác mỏ. Khoảng 50 chất ô nhiễm đã được xác định trong nước của sông, bao gồm nhiều chất độc như chì, thủy ngân, cadmium, chrome, arsen, cyanua và phenol, cũng như các sản phẩm gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy giấy và nông nghiệp, bao gồm nitrat, phosphat và cellulose. Đến năm 2003, chỉ một số nhà máy xử lý nước thải được hoàn thành, và dù chính phủ Trung Quốc đã tiêu tốn 2,55 tỷ đô la Mỹ cho các dự án làm sạch, chất lượng nước vẫn không được cải thiện trên sông Dương Tử. Chất thải đô thị cũng là một phần của 16,6 tỷ tấn chất thải được dòng sông mang theo kể từ năm 1988. Và việc xử lý biển chất thải này sẽ khiến dự án đập Tam Hiệp lỗ nặng. Cố vấn Nhà Trắng Navarro đã từng đề cập về hiện trạng này với câu nói hài hước chua cay: nước, nước rất nhiều nhưng không có giọt nào để uống cả. Vào mùa xuân năm 2011, mặc dù chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận những sai phạm với dự án này, điều kịch tính nhất xảy ra khi Quốc vụ viện do ông Ôn Gia Bảo đứng đầu thừa nhận những vấn đề cấp bách trong một tuyên bố nhằm xoa dịu sự tức giận của công chúng. Vào năm 2010, các kỹ sư đã đề xuất một đợt di dời nữa của hàng trăm nghìn cư dân gần đó và yêu cầu đầu tư nhiều hơn vào việc khôi phục hệ sinh thái. Và lúc đó, Quốc vụ viện Nội các Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cần phải chi thêm 20 tỷ nhân dân tệ hoặc nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề sạt lở đất, ô nhiễm và di dời. Dai King, nhà phê bình lâu năm về dự án cho biết, chính phủ xây một con đập nhưng lại phá hủy một con sông. Nhà phân tích Jonathan Watt viết trên tờ The Guardian vào năm 2011 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các nhà máy xử lý nước, nhưng những người phản đối đập cho rằng con số ấy không thể đủ. Dù chính phủ có nỗ lực như thế nào để giảm bớt rủi ro, thì điều đó cũng là vô ích. Hội đồng nhà nước đang chi nhiều tiền cho dự án hơn là cho việc điều tra đầy đủ.
họ không có sự sẵn sảng thực sự để giải quyết vấn đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy nhiều di sản văn hóa trong thời đại cách mạng văn hóa. Do đó, các nhà lãnh đạo chính quyền này muốn tự coi mình là kiến trúc sư cho một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc thế kỷ 21. Ngay cả khi điều này là quả bom hẹn giờ cho an nguy của người dân Trung Quốc và cho cả sinh mệnh chính trị của đảng cầm quyền này. Thưa quý vị, khi nhắc đến thiên tai, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến động đất, sóng thần. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, chúng ta hầu như khó có thể chống lại và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu thương vong. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất rất lớn đã xảy ra tại thị trấn Jingxiu, huyện Vấn Xuyên, Tứ Xuyên với cường độ 8,0 độ Richter trở lên. Số lượng người thiệt mạng trong trận động đất ở Vấn Xuyên lên tới 69.227 người, thật sự rất bi thảm. Tứ Xuyên luôn là nơi dễ xảy ra động đất. Vân Nam cũng là nơi xảy ra động đất ở Trung Quốc. Biên giới Vân Nam và Tứ Xuyên phụ thuộc vào nhau. Thời xưa nơi đây luôn thường xuyên xảy ra thiên tai. Dù được triều đình coi trọng nhưng vẫn bất lực, trong đó có 8 trận động đất xảy ra làm chết người và bị thương nhiều người nhưng nó đã xa, bây giờ không có nhiều hồ sơ. 8 trận động đất này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau ở Vân Nam. Theo sử sách ghi lại, nó đã xảy ra một lần ở huyện Di Lăng, Vân Nam cách đây hàng trăm năm. Trước khi động đất xảy ra, hiện tượng rất khác thường trên bầu trời. Ban ngày trời quang mây tạnh, mây mù áp chế khiến cho toàn bộ Di Lăng quận đều bị bóng tối bao vây. Không bao lâu sau, một tiếng sấm rền vang lên từ phía Tây Nam. Lúc đó người dân không hề hay biết về thiên tai sắp xảy ra. Khi trận động đất xảy ra, nhiều người đã mất mạng trong trận động đất kinh hoàng. Các trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên cũng xảy ra ở Yongsheng và Guixi ở Vân Nam. Hai trận động đất xảy ra cách nhau vài thập kỷ, mỗi trận đều gây thương vong nghiêm trọng. Theo ghi chép, số người bị chết ở Yongsheng lên tới vài nghìn người. Dân số thời cổ đại không lớn, thương vong như vậy là rất nghiêm trọng. Trận động đất không kết thúc ở đó và các dư chấn sẽ được nghe thấy trong vòng vài ngày tới, khiến mọi người tái mặt. Không chỉ gia đình bị phá hủy mà lương thực, hoa màu và nguồn tài chính về cơ bản bị phá hủy. Một số thị trấn cũng bị ảnh hưởng và tai nạn sập tường thành đã xảy ra. Vào thời Khang Hy cũng có một trận động đất lớn với cường độ tương tự, với số người chết lên tới khoảng 3.000 người. Điều này đã làm dấy lên sự chú ý của toàn bộ triều đình và dân chúng. Vị trí xảy ra vụ việc nằm ở phía nam huyện Mizu, tỉnh Vân Nam, cũng là nơi có nhiều sông ngòi. Nước sông bị mất nhanh do ảnh hưởng của trận động đất, thiệt hại kinh tế đất đai cũng rất lớn. Một nơi khác cũng xảy ra vào thời nhà Thanh, Jinjupu, Dangchuan, Vân Nam. Diện tích Jinjupu tương đối rộng, có nhiều người sinh sống gần đó. Thời điểm động đất xảy ra, thế giới quay cuồng, những người nông dân đang làm ruộng không thể đứng vững dưới chân. Người trong nhà thì không may mắn như vậy, suýt chút nữa đã bị khúc gỗ cắt ngang đè chết. Vào thời điểm đó, Junipo cũng là một mỏ tương đối quan trọng trong nhà Thanh. Có vô số công nhân đang khai thác, lối vào của mỏ bị chặn bởi đá sập, tất cả những người bên trong đều bị chết và không thể thoát ra ngoài. Năm 1789, một trận động đất xảy ra gần hồ Fujian ở Vân Nam, cường độ của trận động đất cũng trên 7 độ Richter, gần như không thua gì trận động đất ở Vấn Xuyên. Hầu như những người bị ảnh hưởng là các ngôi làng gần Fujian. Ngoài thương vong, một số gia cầm thuần hóa cũng bị tiêu hủy. Với trận động đất và lũ quét, nhiều thứ bị cuốn trôi vào sông hồ cùng với dòng chảy. Vào giữa mùa hè năm 1799, bầu trời của Baoshu đột nhiên trở nên rất tối và không lâu sau toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Các tòa nhà gần Baoshu đã bị phá hủy, trận động đất kéo dài không lâu thì vài ngày sau lại xảy ra một trận động đất lớn khác, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Thiệt hại do trận động đất gây ra không chỉ khiến nhà cửa bị sập mà nhiều vùng đất nông nghiệp cũng bị nứt do động đất. Trong 8 trận động đất ít được biết đến, trận động đất mạnh nhất là vào thời Đang Quao. Thang động đất lên tới 8 độ Richter, nó xảy ra ở khu vực Jianglin của sông Minh, Vân Nam và kéo dài trong một thời gian dài, giữa ngày và đêm gần như không bị gián đoạn. Khoảng thời gian gần nhất là sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập ở một nơi gọi là huyện Thông Hải ở Vân Nam. Chủ Ân Lai cũng rất quan tâm, ngay trong Tết Nguyên đán, ông sẽ triệu tập một cuộc họp để giám sát và giải quyết vấn đề dự báo động đất. Quý vị thân mến, đi cùng với sự phát triển của thời đại, nhiều công nghệ đã được phát triển có thể dự đoán trước động đất, có thể phát hiện trước gần như trong vài giây. Cùng với việc truyền tải thông tin nhanh chóng, con người có thể tránh được thương vong ở mức độ lớn nhất. Chúng tôi tin rằng những mặt hạn chế do các trận động đất trước mang lại sẽ dần được khắc phục. Thiên tai là yếu tố không thể nào cưỡng lại được. Khi gặp động đất, phải sơ tán nhanh chóng, có trật tự hoặc tìm nơi ẩn nấp.
thời tiết cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi ở Trung Quốc. Đầu tuần vừa qua, Thượng Hải hứng chịu một trận sét hiếm có, gió mạnh, mưa đá xối xả, mây đen bao trùm thành phố. Ngày cũng như đêm, mưa xối xả chút xuống. Trưa ngày thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo sét vàng. Hầu hết các khu vực đều bị sét đánh kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo bão màu xanh và cảnh báo mưa đá màu vàng được đưa ra sau đó cùng ngày. Cảnh báo gió giật màu vàng cũng được đưa ra cùng ngày, dự báo sẽ có dông bão và gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 tại khu vực trung tâm đô thị Pudong, Chongming, Songjiang, Kingpu, Minchang, Yangding, Baosan và những nơi khác trong ngày hôm đó. Đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy trước cơn mưa, mây đen bao trùm khắp thành phố Thượng Hải, một số ô tô bị ngập trong nước. Thời tiết khắc nghiệt hiếm có ở Thượng Hải và những nơi khác đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Một số cư dân mạng thở dài, Thượng Hải khó khăn thật, vừa sau đợt dịch lại mưa nữa. Cùng ngày, Nan Trang, thủ phủ của tỉnh Giang Tây cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và toàn bộ thành phố bị ngập lụt. Đoạn video cho thấy vào lúc 10 giờ sáng, một trận mưa lớn đã đổ xuống ở Nam Xương và một số khu vực đô thị bị ngập lụt. Ở một số đoạn đường, chiếc ô tô chìm trong nước chỉ còn trơ lại phần mái. Ngoài ra, khi ông Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Hồng Kông, Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát đi tín hiệu báo động số 2 vào tối ngày hôm đó. Từ ngày hôm sau đến 2 ngày tiếp theo, Hồng Kông sẽ hứng chịu những cơn bão dữ dội. Với sức gió lớn nhất đạt cấp 6, cấp 7, một số cư dân mạng chế nhạo rằng mặc dù không khí chặt chẽ do an ninh của Đảng Cộng sản thực hiện, nó không thể ngăn chặn cơn bão mạnh mẽ do Chúa an bài. Quý vị thân mến, cũng vào chiều tại Trịnh Châu, Hà Nam bị bao phủ bởi mây đen, sấm sét, gió mạnh và mưa xối xả. Ngày lập tức chuyển sang đêm và nước tích tụ từ nhiều nơi trong thành phố. Trước trận mưa bão, một bầu trời xanh hiếm thấy ở khu đô thị Trịnh Châu. Tờ Elephant News đưa tin, nhiều người dân đã chụp ảnh cơn mưa xối xả. Đoạn video cho thấy những đám mây đen tràn ngập thành phố và trời đổ mưa lớn ngay lập tức. Nhân chứng, bà Giang cho biết ban ngày trời đang nắng, sau khi tan sở thì trời đổ mưa đột ngột, như thể bầu trời bị thủng. Người qua đường không thể tránh khỏi. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu nói ngay lập tức, trời trở nên tối tăm và giông tố. 6 giờ, giống như 8-9 giờ đêm, tôi sợ hãi và khóc, sấm chớp kèm theo sét đánh liên hồi, bây giờ cần gạt nước trên cao hoạt động ở mức tối đa và tất cả các xe họ đều bắn đèn flash kép và tiến về phía trước với tốc độ nhanh và nhiều người lái xe không dám đã dừng lại ở bên phải. Đừng để xảy ra thảm kịch như năm ngoái đã từng xảy ra. Vào cùng ngày, tất cả các chuyến tàu trên tuyến ngoại ô Trịnh Châu tạm thời dừng lại trong ga và một số chuyến tàu đã trả khách tại ga Vành Đai 4 phía Nam. Một số tuyến đường ở Trịnh Châu tích nước, mực nước dâng cao qua đầu gối. Ba đoạn hầm đường bộ Trinh Quang là hầm đường bộ phía Bắc Trinh Quang, hầm đường bộ phía giữa Trinh Quang, hầm đường bộ phía Nam Trinh Quang tạm thời kiểm soát được giao thông và sẽ giải phóng được trong các khoảng thời gian kiểm soát giao thông tạm thời của hầm đường bộ. Vào khoảng 7 giờ tối, sân bay Trịnh Châu gặp gió mạnh và mưa bão, 7 chuyến bay đi bị hoãn, 2 chuyến bay bị hủy và 2 chuyến bay đến từ Ôn Châu và Thâm Quyến đến Trịnh Châu phải chuyển hướng đến các sân bay gần đó. Ngoài cầu Vồng, sau cơn mưa, một bầu trời xanh hiếm thấy xuất hiện ở khu đô thị Trịnh Châu trong trận mưa lớn. Vào lúc 17 giờ 45 phút, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu phát tín hiệu vàng cảnh báo mưa dông và gió giật mạnh. Dự kiến trong 6 giờ tới, khu vực đô thị chính huyện Thượng Giới và khu vực sân bay Trịnh Châu sẽ chịu ảnh hưởng của mưa dông và gió giật mạnh, có khả năng gió giật mạnh trên từ cấp 7 đến cấp 9 trở lên, kèm theo sấm sét mạnh, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và mưa đá sẽ xảy ra. Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày hôm đó, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4 của thành phố. Đến 22 giờ 40 phút đêm, Đài quan sát khí tượng Trịnh Châu thông báo từ 14 giờ ngày hôm đó đến 21 giờ ngày hôm sau trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ, lượng mưa tối đa là 149mm tại Hongwan-ku trong huyện Huji. Cường độ mưa mỗi giờ lớn nhất là 105,6mm. Và năm ngoái đã xảy ra một trận mưa lớn ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Các tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu bị ngập và đường hầm Trinh Quang bị nhấn chìm, gây thương vong nặng nề. Sau đó, giới chức địa phương thống kê được 398 người chết và mất tích do thảm họa. Nhưng công chúng thường đặt câu hỏi về tính xác thực của số liệu thống kê chính thức. Kính thưa quý vị, âm thanh lạ, nhật thực, cá nhảy phải chăng là dấu hiệu báo trước động đất lớn? Các chuyên gia Trung Quốc đã đưa ra tin đồn rằng âm thanh kỳ lạ như tiếng bò giống gần đây đã xuất hiện ở vùng núi Quý Châu là tiếng chim hót trên núi. Kết quả là để đáp lại tuyên bố của chuyên gia, Vân Nam và Quý Châu đều xảy ra các trận động đất nhỏ để chứng minh rằng âm thanh thực sự có liên quan đến động đất.
người ta nói rằng đó có thể là đất kêu, nghĩa là âm thanh của ma sát giữa các bản khối vỏ trái đất trước trận động đất. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm được chia sẻ, nhìn chung những trận động đất nhỏ sẽ không có đất kêu lớn. Lần này, đất kêu ở vùng núi sâu của Quý Châu đã kéo dài hơn 10 ngày và hàng ngày xuất hiện vào buổi trưa và buổi chiều. Chỉ những trận động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên mới gây ra đất kêu nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, sẽ có động đất nghiêm trọng từ 9 độ Richter trở lên xảy ra không? Hy vọng là sẽ không có, nhưng hãy xem kinh nghiệm được ghi chép trong những cuốn sách cổ, xem những dấu hiệu nào sẽ xuất hiện trước động đất. Có thể dựa vào những ghi chép của cuốn sách cổ để đoán xem những âm thanh lạ phát ra trong lòng đất ở Quý Châu cùng nhiều dị tượng gần đây ở Trung Quốc đang báo hiệu điều gì. 1. Động đất, thiên tượng, nhật thực. Nhật thực có xác suất cao nhất tương ứng với một trận động đất. Vào ngày hạ chí, nhật thực có thể quan sát được bằng mắt thường đã xảy ra trên khắp Trung Quốc. Hán thư Dực Phụng truyền trích dẫn Tiểu Nhã Thập Nguyệt Chi Giao Thiên nhấn mạnh rằng sau nhật thực ắt sẽ có một trận động đất, đồng thời nói rằng hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng, giống như ở trong tổ biết gió, ở trong hang biết mưa. Sách còn cho rằng sự thay đổi của bầu trời có thể thấy được từ khí của sao nhật thực và sự thay đổi của trái đất có thể thấy từ những chấn động của những vật lạ. Hiệu ứng của nhật thực với động đất là rõ ràng, giống như ở trong tổ biết gió, ở trong hang biết mưa. Mưa sao băng, Ngu Hương huyện Chí Quyển 10. Mục Cựu Văn Khảo có ghi chép, vào đêm ngày 15 tháng 7 năm Đồng Trị thứ nhất thời nhà Thanh 1862, thiên thạch rơi xuống như mưa, sau đó là động đất. Hơn nữa, động đất liên tục, ngày 7 tháng 10 động đất, ngày 7 tháng 11 lại động đất. 2. Động đất, đất kêu. Vào năm 2022, ở vùng núi sâu của Quý Châu, Trung Quốc, âm thanh kỳ lạ như tiếng bò xuất hiện, có người cho rằng nó là rồng kêu. Năm Khai Nguyên thứ 22, đời nhà Đường, năm 734, vào ngày 18 tháng 2, hiện tượng mặt đất phát ra tiếng kêu như sấm, xảy ra trước trận động đất Tần Châu. Phần Ngũ Hành, quyển 37, sách Cựu Đường Thư đã ghi chép rất rõ ràng. Đầu tiên, người dân Tần Châu nghe thấy một âm thanh âm âm dưới lòng đất ở phía tây bắc Tần Châu. Một lát sau, động đất xảy ra. Sách Tam Hà Truyện Chí của tỉnh Hà Bắc ghi chép lại một số dấu hiệu trước trận động đất vào năm Khang Hy thứ 18. Vào giờ Tỵ ngày 28 tháng 7, một số dấu hiệu báo trước trận động đất ở Kinh Thành là có âm thanh lạ từ phía tây bắc, âm âm như tiếng sấm, âm thanh đó dần đến gần. Đột nhiên dưới lòng đất giống như đại pháo nổ, tiếp theo là hàng trăm hàng ngàn tiếng pháo đá, giống như đội binh mã 10 vạn quân đạp đất phi đến. 3. Động đất, động vật dị thường. Cũng vào năm 2022 xuất hiện hiện tượng cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Chiết Giang, Cát Lâm và Hồ Nhị Hải ở Vân Nam. Phần Ngũ Hành Chí Hạ quyển 29, sách Tấn Thư có ghi chép, ngày Đinh Mão, tháng Giêng, năm Vĩnh Hòa thứ 10 đời Tấn Mục Đế, động đất xảy ra, tiếng kêu như sấm, gà lôi đều kêu vang. Sách Đại Đường Khai Nguyên Chiêm Kinh có ghi chép, chuột tụ tập kêu ở đường phố và trong triều đình, động đất mặt đất nứt. 4. Động đất thời tiết bất thường. Từ mùa xuân đến mùa hè đến năm 2022, sự bất thường về thời tiết đã xuất hiện ở nhiều tỉnh khác nhau trên toàn Trung Quốc. Mùa xuân lạnh làm chết cả mầm cây, mưa đá mùa hè đập vỡ dưa, trái cây, lương thực. Mưa đá to như quả trứng cũng làm hỏng các tòa nhà của thành phố. Trong những cuốn sách cổ cho rằng thời tiết bất thường như ban ngày thấy sao thái bạch, mưa đá, tuyết đỏ, mây đen che phủ khí trời, mưa dầm và hạn hán, mưa bất thường, gió và sương mù đều là sự cảnh báo của thượng thiên. Sách Tống Sử quyển 295 có ghi chép chuyện Tôn Phủ trình cho Tống Nhân Tông 12 sự việc, trong đó có Hà Bắc có tuyết đỏ, Hà Đông động đất 5-6 năm không ngừng, vùng Triệu Phần, Hân Châu động đất 6 năm, mỗi lần động đất đều có âm thanh như sấm. Động đất thời đại trước chưa bao giờ có thời gian kéo dài như thế này. Tôn Phủ cho rằng những hiện tượng tự nhiên này đều là chính sự buông lơi, thưởng phạt sai bá quan bỏ bê chức trách, do đó dẫn đến loạn. Muốn ứng với thực tế của trời thì ắt phải cứu sự biến đổi của âm thịnh. Không gì khác là bên ngoài thì cẩn thận phòng bị, bên trong thì chế ước hậu cung. 5. Động đất, một việc mà quân vương ắt phải làm. Vào ngày 1 tháng 6 năm 70 trước công nguyên, một trận động đất lớn bất thường đã xảy ra ở phía đông Hà Nam, giết chết hơn 6.000 người. Hán Tuyên Đế Lưu Tuân vì vậy đã xuống chiếu trách tội bản thân. Trong chiếu trách tội bản thân, Hán Tuyên Đế viết, chẫm thừa kế nghiệp lớn,
thờ phụng tông miếu được phó thác ở trên bá quan bách tính, chưa hòa hợp được với chúng sinh. Lúc trước, động đất ở Bắc Khải, Lang Gia làm hư hại tông miếu tổ tiên, chậm rất lo sợ. Vào trưa ngày 2/9 năm 1679, một trận động đất lớn với cường độ 8 độ xảy ra ở gần Bắc Kinh. Sách Khang Hy khởi cư trú ghi lại, Bắc Kinh thành quách, nha phủ, nhà dân đổ nát, người dân tử thương rất nhiều. Sau trận động đất, Hoàng đế Khang Hy lập tức xuống chiếu trách tội bản thân, nhận trách nhiệm để xảy ra tai họa, đồng thời phản tỉnh và tự kiểm điểm sâu sắc. Khang Hy viết động đất lớn bất ngờ tất cả vì sự thiếu đức hạnh của trẫm, nền chính trị chưa hòa hợp, các quan chức lớn nhỏ chưa tận tâm tận lực làm tròn bổn phận, khiến cho âm dương không hòa hợp, tai họa, dị tượng là để cảnh báo vậy. Đồng Trọng Thư đời Hán đề xướng Thiết Thiên nhân cảm hứng cho rằng quốc gia sẽ bị suy bại do vô đạo thì trước tiên trời sẽ giáng tai họa để cảnh cáo. Người cổ đại coi động đất là cảnh báo và sự trừng phạt đối với người cầm quyền. Do đó, trong mọi trường hợp, hoàng đế phải phản tỉnh sâu sắc và xuống chiếu trách tội bản thân. Một mặt hoàng đế phải thành thật sám hối với các vị thần, nói rõ những điều bản thân không tròn trách nhiệm với ngôi vị hoàng đế. Mặt khác phải vỗ yên tâm trạng bách tính vùng bị thiên tai. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, dối trá phát tán virus, khiến thế giới lao đao vì đại dịch chưa dừng. Nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng nhìn nhận những hành vi sai trái tẩy trời của mình mà tiếp tục bưng bít và đổ lỗi cho cả thế giới. Thật là thái độ khiến trời không dung đất không tha. Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho nhân loại, nhưng Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc chưa từng thừa nhận những hành vi sai trái tẩy trời của mình. Trung Quốc liên tiếp chìm trong các dị tượng, đại họa liên tục xảy ra, người dân cũng khốn đốn trong thảm họa. Nền văn minh cổ đại 5.000 năm với biết bao nhiêu sách cổ quý giá về chiêm tinh, dự ngôn giải mã các hiện tượng kỳ bí của tự nhiên. Hoàng đế thời xưa biết chiếu vào đó mà phản tỉnh sửa sai mới có cơ hội giữ được quốc gia tránh khỏi thảm họa. Ông trời đã cho cơ hội, liệu chính quyền Trung Quốc chọn kết cục nào cho chính mình đây? Chúng ta hãy chờ xem. Gần đây, tỉnh Sơn Đông đã trở thành trung tâm của các trận mưa lớn và nhiều nơi bị ngập lụt. Dữ liệu cho thấy lượng mưa trong 2 ngày qua đổ xuống là 14,57 tỷ mét khối, tương đương với 12.141 hồ đập xả xuống trong 2 ngày. Và tuần qua, một trận mưa lớn đã xảy ra ở Lâm Nghi, Sơn Đông, làm ngập đường và khiến ô tô chìm trong nước. Theo mạng lưới thời tiết Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đã có mưa lớn trong những ngày gần đây. Theo dõi cho thấy, từ 11 giờ ngày thứ 3 đến 6 giờ ngày thứ 5, lượng mưa trung bình ở Sơn Đông là 192,8 mm, tương đương 14,57 tỷ mét khối nước. Theo khả năng trữ nước của hồ Đàm là 1,2 triệu mét khối, tương đương với 12.141 hồ chứa nước ở Sơn Đông trong 2 ngày. Cư dân mạng cảm thán, sao trời mưa to thế, hóa ra mưa ở Sơn Đông đều là do hồ Đàm Ninh xả lũ. Khoảng trưa ngày thứ 5, mưa lớn đã xảy ra tại huyện Triệu Hoa, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, kèm theo dông lốc và gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, lượng mưa lên tới 140mm, một số đoạn đường đô thị bị ngập. Ngày thứ 6, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông, có nơi mưa to hoặc mưa cục bộ kèm theo sấm sét và dông lốc và gió giật mạnh. Trong đó, một số quận huyện ở Hà Trạch, Tế Ninh, Giao Giang và Lâm Nghi cũng xảy ra mưa đá. Đài quan sát khí tượng Sơn Đông công bố thông tin mưa lúc 6 giờ ngày hôm thứ Bảy. Từ 6 giờ ngày thứ 6 đến 6 giờ ngày thứ Bảy, tổng số 120 quận huyện, thành phố và 1.628 thị trấn trong tỉnh có mưa với lượng mưa trung bình là 63,7mm, tương đương với khoảng 2,45 tỷ mét khối nước, mưa lớn ở Yên Đài, Tân Châu và Uy Hải. Trong số các trạm quan trắc khí tượng, có 68 trạm đã đạt mức mưa bão với hơn 80mm và điểm mưa lớn nhất là 151mm ở Jangwan Manji, Yên Đài, đạt mức mưa rất lớn. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận mưa lớn ở Thanh Đảo, Sơn Đông khiến đường phố ngập trong nước, ô tô chìm trong nước lao đi như đang chèo thuyền, biển số của nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Anh Gao và công nhân vệ sinh làm việc tại bãi xe đã nhận được hơn 30 biển số để chủ xe đến xin lại. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây hứng chịu mưa dông. Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo trong một ngày. Nhiều danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa do mưa dông. Trận mưa bão khiến nhiều nơi ở Thanh Đảo bị ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước không thể di chuyển, các bậc thang thậm chí biến thành thác nước. Bất
đầu từ 8 giờ 20 phút sáng, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã phát đi tín hiệu cảnh báo màu vàng về dông bão và gió mạnh, tín hiệu cảnh báo màu vàng khi có sấm và sét và tín hiệu cảnh báo màu xanh lam khi có mưa lớn, chỉ ra rằng một số khu vực như Yaoyu, Pingdu, Sebi và Liên Khang ở Qingdao hiện đang có mưa dông. Dự kiến trong 6 giờ tới mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, có thể gặp thiên tai sét đánh, người dân cần đề phòng. Khu thắng cảnh Qingdao, Lao Sang đã phát đi thông báo vào trưa cùng ngày. Hiện tại một số đoạn của khu thắng cảnh Lao Han có nước ngập, để đảm bảo an toàn cho du lịch, khu du lịch tạm thời đóng cửa. Tài khoản Weibo chính thức của Cục Quản lý Đô thị Thanh Đảo cũng thông báo rằng hiện tại tất cả 9 bãi biển ở Thanh Đảo đã bị đóng cửa, đồng thời treo cờ đỏ để cấm du khách tắm biển. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa bão mạnh, các tuyến đường ở Thanh Đảo bị ngập nặng, đường phố thành sông, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước lũ phải chờ đội chống lũ đến giải cứu. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây bị sét đánh và mưa lớn, cầu thang biến thành thác nước. Kính thưa quý vị, từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, tại huyện Yanyun bất ngờ có mưa lớn, có nơi mưa to từng điểm và mưa to ở một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lốc xoáy núi và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở quận Yanyun. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, đã có một người chết trong quá trình chuyển viện và điều trị, 2 người bị thương, 3 người mất liên lạc. Sau khi xảy ra thảm họa, địa phương đã lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, có 3.198 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi và các công tác cứu trợ thiên tai như tìm kiếm cứu nạn người mất tích, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, ứng cứu khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, xác minh tình hình thiên tai đang được thực hiện. Theo Bộ phận Khí tượng, dự kiến lượng mưa ở quận Yanyuan sẽ tiếp tục trong 6 giờ tới. Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm qua, mưa liên tục tại thị trấn Fengyu, huyện Fengyuan, tỉnh Đại Lý đã gây ra lở đất ở làng Theya, thị trấn Fengyu, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân xung quanh. Đáp lại một lá thư từ Cục Quản lý Khẩn cấp quận Yanyuan, vào lúc 6 giờ 45 ngày hôm qua, huấn luyện viên Ouyang Yanxian của phi đội Yanyuan đã dẫn 24 chỉ huy, 3 phương tiện, 50 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp và 12 bộ thiết bị thông tin liên lạc đến cuộc giải cứu. Lúc 8 giờ 18 phút, biệt đội đã cử 5 người tới trước và 9 người từ đội trực thuộc trực tiếp do Wang Yan, Phó Cục trưởng Cục Chính trị chỉ huy giúp đỡ, mang theo một chiếc thuyền xung kích, 9 bộ quần áo cứu hộ dưới nước PFD và 30 dụng cụ cầm tay cứu trợ thiên tai. Hiện tại dòng chảy mảnh vỡ đã ảnh hưởng đến làng Theya ở một mức độ nhất định. Một số con đường khó đi qua và không có thương vong. Thời tiết ở Yanyuan County là mưa nhẹ, nhiệt độ là 14-25 độ C và dòng chảy mảnh vụn vẫn đang lan rộng. Lực lượng cứu hỏa rừng từ hạt Yanyuan đã đến địa điểm xảy ra thảm họa và hiện đang liên hệ với các ban ngành địa phương liên quan để thảo luận về ứng phó với thảm họa. Lực lượng cứu hỏa đã tìm kiếm và giải cứu 9 người già, phụ nữ và trẻ em khỏi nhà của những cư dân gần ủy ban làng Theya. Tính đến 10 giờ 40 phút, có 40 hộ gia đình đã được tìm kiếm và hơn 80 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Và ngày hôm qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ 5 ngày trước, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh, và từ 3 ngày nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm qua, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Yangye Yongku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.370 m3 trên giây vào lúc 5 giờ 55 phút ngày hôm qua, và trạm thủy văn Juhe Changgunpu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.760 m3 trên giây lúc 10 giờ cùng ngày. Ngày hôm qua, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Ca đã trải qua trận lũ 13.000 m3 trên giây vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, là trận lũ lớn nhất kể từ khi mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn.
số liệu quan trắc của địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 70mm và có 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh lớn hơn 1.020mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quy Nhơn và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày hôm nay, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ sâu. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà tiếp tục lên lũ. Dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối trên giây. Trong 24-72 giờ tới, đoạn Bê Hê trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm qua, nền ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Cheng Quan, huyện Giang, An Khang, móng bị sụt lốn và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên đường bị rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ 2 ngày trước, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yiyang Dongmu Yonung đạt 196,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn, Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp ở phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn trong nhiều ngày đêm liên tiếp, khiến hơn 10.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy, trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô cạn, một số đoạn sông bị cạn trơ đáy, mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện và nhiệt độ cao không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy xí nghiệp và những hộ tiêu thụ điện lớn đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Khi cảnh báo mưa bão màu xanh được ban hành, có nghĩa là lượng mưa sẽ đạt hoặc vượt quá 70mm trong 12 giờ và thời tiết mưa nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc và Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên, Trùng Khánh, đợt mưa lớn này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết thứ Ba. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt. Đầu tháng này, các nhà chức trách cũng đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp quốc gia về hạn hán. Trong khi lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục bị hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ cũng duy trì ở mức khoảng trên 40 độ C và nhiệt độ đã đạt mức cao nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 1961. 3 tuần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có rất nhiều video và hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và nứt vỡ lòng hồ hoặc lòng sông được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước, trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại, lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các sông chính trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng, dãy núi Long Môn và cao nguyên Tây Tứ Xuyên. Trong đợt mưa lớn này, sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong hạn hán và lũ lụt, sẽ dễ dàng dẫn đến sông suối bị lũ lụt bùng phát, gây ra các thảm họa địa chất núi lửa. Theo CCTV Bắc Kinh chỉ ra trong báo cáo rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thảm thực vật và sự xâm nhập của nước mưa trong cùng một lượng mưa, lũ lụt làm thay đổi đột ngột, hạn hán và lũ lụt thường nhanh hơn, bất ngờ hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong tuần tới, ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa, số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thay đổi đột ngột về hạn hán dẫn đến lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn ở gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu,
và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm, yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ cả việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Vào tối ngày hôm qua, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikang, thị trấn Di Linh, huyện Sinh Trang, Thiệu Hưng và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân trong thôn bị hư hỏng. Hiện báo cáo thống kê chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương, đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu. Đêm qua, Sao Sinh, Si Trang và Senju đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng. Tại Sao Sinh, Si Trang, sáng ngày hôm nay, phóng viên đã đến làng Sikang, thị trấn Di Linh, huyện Si Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy Sa Bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ địa phương cho biết, kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày hôm qua, các cán bộ cấp thị trấn, thôn bản và các thành viên của hai ủy ban đã bám sát tuyến tàu, đã tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Và sáng sớm ngày hôm nay, Chen Fan Yun, một người dân 67 tuổi ở làng Taiyobu, thành phố Shenzhou, đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày hôm qua, một trận mưa như chút nước bất ngờ ở làng Taiyobu, thành phố Shenzhou, với lượng mưa hơn 150mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi làm hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200m tại các con hẻm trong làng. Người dân làng Thu Yanjun kể với phóng viên rằng khi sự việc xảy ra, cha mẹ cô ngoài 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà, khiến hai cụ hoảng sợ. Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến, lập tức bế ba mẹ lên lầu 2, thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chen Fayun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã đi trốn ở một nơi có vị trí tương đối an toàn nên không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Thưa quý vị, một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Hôm vừa qua, xi men Hồ Nam bị sét đánh và gió mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị đổ. Đoạn video cho thấy một tấm biển quảng cáo lớn bị thổi đổ, cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi sập, tia lửa điện xuất hiện trên dây điện hai bên đường, hiện chưa rõ thương vong. Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn. Đồng thời, một đợt mưa lớn mới đang quay trở lại. Cùng ngày, một trận mưa như chút nước ở một số khu vực ở Bắc Kinh kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Ở Xinfadi, quận Phong Đài, Bắc Kinh, đường phố và xe cộ ngập trong biển nước mênh mông. Và sáng sớm cùng ngày, trên cộng đồng người Baituba ở quận Thuận Khánh, thành phố Nam Đồng, Tứ Xuyên, có rông lốc và sấm sét và một tia sét tuyến tính cực mạnh xuyên thủng bầu trời. Và ngày hôm qua, một cơn bão dữ dội đã bùng phát ở Kidong, Jiangsu. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố. Một số người nói rằng mọi người đang vật lộn để tiến về phía trước trong gió. Như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương cho biết không ai hiểu được đây là bến sông hay là chốn thần tiên. Đồng thời, thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đợt nắng nóng quét qua các tỉnh, thành phố Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh, thành phố khác. Ngày hôm qua, Chiết Giang đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục lên tới gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho các bệnh nhân say nắng mỗi ngày. Ít nhất một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng hồi đầu tháng. Và một ngày trước đó, tại Phúc Châu, Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Chủ xe ô tô tự phát cháy nói, trời nóng quá là tự cháy, chắc điều hòa xe có vấn đề rồi, xe cháy xém rồi kìa. Nhiệt độ cao liên tục dẫn đến tăng tải điện. Các nhà chức trách cho biết, vào giữa mùa hè, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục.
Kính thưa quý vị, thông tấn xã Trung Quốc ở Tây An đưa tin, thông tin từ Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây rằng, kể từ tháng trước, Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây gây ra lũ lụt. Lũ lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 6,69 triệu người, trong đó có 236 người chết và 197 người mất tích do lũ quét, lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 22,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 8 thành phố, 70 quận, 1.174 thị trấn và 6,69 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây. Ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng, có 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người chết và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bai He, Sung Yuan và Yen Ba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu vực đô thị của thành phố Thâm Chan và các quận như Song Qian, Dali và Haiyuan bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Yen Ba, Lang Gao, Hangbin, Jinjiang, Longxian, Dangfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng gồm 8.186 công trình với 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè các loại bị vỡ, 1.399 kè với diện tích 43,43 km, 246 cống, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Wenjun, phó kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và làm gia tăng thêm nhiều hơn thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Sạt lở đất ở Thông Giang, Tứ Xuyên. Quý vị thân mến, mấy ngày qua, trên mạng thông tin về một vụ lở đất ở thị trấn Không San, huyện Thông Giang, thành phố Bai Dông, tỉnh Tứ Xuyên và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Ngày hôm nay, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết có 13 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã có tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất ở Kinjamba Eshi, làng Yufu, thị trấn Không San đã bị sạt lở đất vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua do mưa lớn trong vài ngày qua. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Không San đạt 584,6 mm. Vụ sạt lở đất làm liền qua các thung lũng và đường giao thông khiến 5 gia đình và 13 nhà dân trên núi bị vùi lấp, 3 người mất liên lạc. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Thông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở, chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ có tổng cộng 8 đội cứu hộ khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày hôm qua, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành, chuyển được 33 người ra ngoài an toàn. Nạo vét hơn 50 mét lòng sông, khơi thông hơn 3.200 m2 nhà bị phù sa vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà và 13 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp và tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người bị di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị, chiều ngày thứ Bảy vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra tại thị trấn Sangchi, huyện Chili, thành phố Trương Gia Giới. Tảng đá lan xuống và đè bẹp một cửa hàng dưới chân núi. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ quán chưa kịp chạy thoát đã bị bùn đá đè lên. Sau hơn 20 phút căng thẳng cứu hộ, cả hai mới thoát được ra ngoài. Trong nhiều ngày liên tiếp, Chili u ám và mưa lớn cả ngày. Ở làng Than Jiangping, thị trấn Jiangxi, có một cửa hàng chuyên bán đồ kim khí, ống thép và gạch men. Cửa hàng quay mặt ra đường và quay lưng vào núi. Khoảng 18 giờ chiều, vợ chồng chủ cửa hàng bận rộn. Đột nhiên có một tiếng động lớn bị bóp nghẹt từ phía sau ngôi nhà. Trước khi cả hai kịp phản ứng, cửa hàng khung thép đã sụp đổ ngay lập tức. Vào lúc 18 giờ 40 phút, đội cứu hỏa chuyên trách Yangya của chính quyền nhân dân quận Chili đã đến hiện trường vụ việc.
thường xuyên trinh sát tại chỗ, chỉ huy chia lực lượng cứu hộ thành hai nhóm, một nhóm ra phía sau cửa hàng xác định không còn nguy cơ sập núi sau vụ lở núi quy mô lớn vừa qua, nên cùng chính quyền địa phương tiến hành khai quật cứu hộ. Nhân viên đồn cảnh sát và các nhóm khác đến trước cửa hàng sau khi sử dụng sự hỗ trợ bên ngoài của các khúc gỗ và sự hỗ trợ bên trong của các công cụ thủy lực, các hoạt động cứu hộ bắt đầu ngay lập tức. Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi nhiều chướng ngại vật phía trước cửa hàng. Các nhân viên cứu hộ phía sau cửa hàng bất chấp bùn đất rơi xuống, chạy đua với thời gian để thay phiên nhau đào những lối đi cứu người. Đến 19:05 tối, lối thoát hiểm đã được mở, hai người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Tuy nhiên bị thương nhẹ và choáng, nhưng rất may tính mạng của họ không bị nguy hiểm.